Vâng, em Sưởng làm xe Tuấn Anh xin chào tất cả anh em cô dì chú bác đã quay trở lại với Sưởng em trong buổi chiều ngày hôm nay. Hôm nay là thứ năm, ngày 16 tháng 11 thì bên Sưởng em lại giới thiệu cho anh em một chiếc xe dọn về nguyên bản. Chiếc xe này có năm sinh là năm 1993 và được bên Sưởng em dọn lại theo phong cách riêng biệt. Đặc biệt là chiếc xe này năm 1993 nhưng được bên Sưởng em Mobife và đã được dọn theo phong cách riêng biệt. Chiếc này có biển số 12F18636, khá là đẹp. Xe bên Sưởng em đang chào bán. Thì anh em có nhu cầu tham khảo về giá, về chất lượng xe thì xin liên hệ với em qua số điện thoại 0353252351 cũng như Zalo của em để biết thêm chi tiết chiếc xe này. Em sẽ đi chi tiết một vòng chiếc xe này cho anh em cùng tham khảo và cũng như anh em được biết, để có nhu cầu xin liên hệ với Sưởng em. Đây là một chiếc xe dọn full mới. Đặc biệt chiếc xe này vào rất là nhiều đồ, những chi tiết đồ mà anh em không có thể mua được, và cũng có những chi tiết anh em thấy rất là lạ mắt. Vâng, đây là một chiếc xe dọn về nguyên bản màu xanh tím than các bạn nhé. Đấy, thì bên Sưởng em đã dọn xong xuôi và hôm nay chào bán cho anh em. Chiếc xe này chưa có chủ, anh em nào có nhu cầu rước em nó về thì xin liên hệ với Sưởng em. Đây là một vòng em đã quay qua chiếc xe này cho anh em nhé. Xe thì là xe dọn mới. Thứ nhất là cái phần máy móc thì bên Sưởng em để mộc hoàn toàn. Đây là lốc máy của xe Tây đời 93, lốc trơn và hơi hướng đã được bên Sưởng em bắn cát để mộc. Chế thì gần như là lắp một chế tháp nguyên bản mới tinh, gần như là mới. Màu máy và chế rất hợp. Vòi voi được kết hợp là vòi voi của vòi voi Dũng Thủy xưa rồi các bác nhé. Chiếc xe này thì được lắp thêm một hộp xích trắng ngà. Hộp xích trắng ngà anh em rất ít thấy. Xe thì bên Sưởng em vừa dọn vừa chơi, bác nào có nhu cầu thì em cũng vẫn sẽ bán cho các bác. Vành bánh tăm nan, vành thì vành zin, mạ lại tăm là tăm zin các bác nhá. Xăm lốp là cao su mina, xăm lốp lắp hàng xịn, thụt sau thụt bon ớt các bác nhá. Khung sườn sơn tĩnh điện đúng khung đời 93, ốc nhái em lắp ốc zin, ốc lõm đàng hoàng các bác nhá. Đây này, ốc lõm toàn bộ xe này. Ốc cốp ốc zin màu sơn xanh nguyên bản. Chiếc này thì được lắp thêm một chiếc bô nhót anh em nhá. Bô nhót của đời máy to. Chiếc xe này thì bên em đã lắp thêm một chiếc bô nhót cho xe. Đấy, ốc nhái là theo ốc zin của nó, toàn bộ máy móc anh em nhá. Hơi là hơi cốt 1 nhá các bác nhá. Đấy, hơi này là hơi cốt 1. Cốt 1 hay cốt 2 thì đấy em không nhớ, trong đại loại là nó là cốt 1 và cốt 2. Máy móc thì các bác nhìn là các bác đánh giá nhá. Chân chống nhôm này. Đấy, tất cả các chi tiết đều mới hết. Bi cổ phốt, bi vòng, thụt nhồi ti nhật, vành bánh tam nan. Đấy anh em nhìn từng cái mai ơ màu trì nhá các bác nhá. Mai ơ này là mai ơ nắp zin của nó cùng đời này. Màu nhẵn theo lốc máy này các bác nhá. Đấy, sơn xi bên này em, sơn tĩnh điện, vỏ sơn ô tô. Vành đèn, pha đèn này. Xi nhan Atimon theo xe nhá anh em nhá. Xi nhan Atimon zin này. Đồng hồ ống nhòm này, đồng hồ được nhập Tây về nha các bác nhá. Hai cái vỏ khá là đẹp cho các bác chơi này. Chiếc xe này bên này em dọn khá là đẹp. Thì anh em có tham khảo giá xin liên hệ em. Tay nắm thì em lắp cái tay nắm thường, không lắp tay zin. Vì tay zin hiện tại bên Sưởng em đang hết. Nếu anh em có nhu cầu thì em có thể mua tay zin về lắp cho các bác. Cùng phẳng này. Đấy, cùng phẳng nhá. Anh em những xe của anh em trước nào không có những cùm này là anh em sẽ để ý này. Cùng phẳng, những con ốc này cũng là ốc lõm hết. Ốc 12 này, nó bình xăng cò này. Yên yếc thay mới hoàn toàn, đèn hậu zin theo xe. Đấy. Cần số, cần đạp máy to. Xe Tây đời 93, khóa xăng mới 100%. Đấy, khung sườn số máy chuẩn đét từ A đến Z các bác nhá. Đấy. Anh em nào có nhu cầu xin liên hệ em. Đấy là phần sơ qua về chiếc xe. Em sẽ test phần xi nhan. Xi nhan bên tay trái này. Xi nhan bên tay phải này. Xi nhan phải sau này. Xi nhan trái sau này. Đấy, còi này. Đấy, còi đèn này. Xe đã được lên yên bình IC Yamaha rồi thì anh em chỉ nhẹ chân phát là nổ luôn các bác nhá. Đấy. Đèn đóm bát điện thay mới hoàn toàn. Anh em có nhu cầu xin liên hệ. Chiếc này thì xin liên hệ với em nhá. Xe với giá khá là mắc, anh em liên hệ em. Đèn đó này sáng như ban ngày này các bác nhá. Đấy.
ba cốt này, đèn đồng hồ này. Đấy, bạn nào có nhu cầu xin liên hệ em qua số điện thoại 0353 252 351. Xe thì đã được lên điện đi xe rồi. Máy móc em rút tin các bạn nhá. Đấy, vâng, xe đã được lên điện bình đi xe rồi, chỉ cần nhẹ chân là nổ thôi các bạn nhá. Này đó, anh em nào có nhu cầu liên hệ em nhé. Em cũng xin kết thúc cái video tại đây. Xin cảm ơn tất cả anh em theo dõi video của xưởng em trong thời gian qua. Xin chào, hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.